Xin được kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn xem Nhà báo Hà Nội trên kênh của Thiện. Thông tin chân thật, phong phú, cập nhật mới, dịch vụ nhanh và có tâm chính là những gì mà cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận được khi chúng ta xem bất động sản ở chỗ của Thiện. Nếu như thấy hữu ích thì cả nhà đừng quên là chia sẻ video, đăng ký kênh để tiếp tục xem các căn nhà tiếp theo nhé. Nhà cũ, nhà mới, đất Hà Nội ở nhiều khoảng tiền khác nhau thì em Thiện đều có thông tin ạ. Dễ thấy một điều là ngôi nhà hôm nay quý vị xem có ưu thế đặc biệt là có chỗ sân riêng tương đối rộng để có thể để 7 đến 8 cái xe máy thoải mái luôn. Ngoài sân riêng thì còn có sân lớn của cả khu ở trước nhà nữa. Lát mà lên xem tầng trên thì em sẽ quay xuống để cả nhà mình cùng xem nhé. Nhà này thì có đặc điểm đặc biệt là diện tích rộng, rộng hơn rất nhiều căn ở thủ đô này. Tài sản nhà này được xây dựng trên diện tích đất là 72m2, sổ đỏ chứng nhận là chính xác là 70,2, trên đất có nhà 4 tầng. Kích thước chiều ngang phía trước là 4m8, phía sau nở hậu là 5m, chiều sâu vào là gần 15m, không gian rộng rãi. Mua nhà này thì có thể ở rất sướng, hoặc quý cô chú anh chị và các bạn bạn nào giáo viên hoặc là có trông trẻ hay là dạy học sinh tại nhà thì ở đây cũng phù hợp luôn. Mặt bằng tầng 1 rộng, các phòng ngủ ở tầng trên cũng rộng. Ngoài sân để xe thì vẫn còn sân chung của cả khu nữa, để xe thoải mái luôn. Diện tích đất là 72m2 xây 4 tầng thì gia chủ hiện tại đang chào bán căn này mức tài chính là 7 tỷ 35, tức là 7 tỷ 350 triệu có bớt. Như vậy thì mức giá đang chào tương đương với đơn giá chỉ nhỉnh 100 triệu mét vuông, tính cả nhà cả đất sử dụng ngay, sổ đỏ ngon lành. So với cái mặt bằng giá khu vực thì đây là đơn giá rẻ hơn, hợp lý hơn. Vị có thể gọi em Thiện để đến xem ngay nhá. Thông tin em đăng thì hoàn toàn đúng sự thật, vị đến xem ngay thì mới còn ạ. Thiết kế nhà cơ bản là cầu thang để ở giữa mỗi tầng chia 2 phòng. Tầng 2 và 3 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ. Tầng 4 là phòng thờ, sân thượng. Phòng phía sau thì có cửa thoáng. Phòng phía trước thì sẽ có ban công view sân chơi rộng. Về hiện trạng thì đây là một căn nhà đã ở, đã qua sử dụng rồi nhé. Nhà này thì gia chủ cần chuyển đổi và có nhu cầu bán chứ không phải là căn nhà mới hoàn toàn. Quý vị lưu ý giúp em. Để biết thêm thông tin chi tiết và xem nhà, xin mời quý anh chị em cô chú kết nối em Thiện 0902661999 hoặc là 0962802792 nhé. Em xin được điểm lại một số nét chính của bất động sản này như sau ạ. Diện tích là 72m2 x 4 tầng, ngang là 4m8, nở hậu là 5m. Có sân riêng và cả sân chung nữa. Chiều sâu của nhà là gần 15m, sử dụng 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, có sân thượng, có bếp rộng rãi ở tầng 1. Đây không phải là nhà mới hoàn toàn, không phải là nhà xây thương mại. Nhà đã qua sử dụng nhưng mà còn tốt, còn chắc chắn, xây dựng cẩn thận. Giá bán là 7 tỷ 350 triệu có thương lượng cho bất kỳ ai thiện chí mua. Xin cảm ơn quý vị và quý cô chú anh chị đã xem video. Quý vị đừng quên là bấm đăng ký kênh để cập nhật video nhà đất chọn lọc và mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những căn nhà tiếp theo.